đúng không? This is 3 pound. Em có mất giò, chị có mất giò hộ ở mất chiều tới nhìn nè. Chị từ từ có ký cho cái món nội chị có hai cái khó là sự. That would be best. Cho có chị mất sợi, ít chị mất là pound nè. And so, có yếu xí lúc mẹ tay nên giả mẹ mẹ nó là giò nè, okay? I'm probably gonna do like a few batches, okay? Có món giò mình cho cậu ấy ta đi nó lỡ thầu thứ cái món là chỉ lúc mấy sinh ra lần đi lo hay là trong cú học sĩ lúc tại nhà thằng thiên này nó xuống về cho họ cú sĩ sẽ sai hướng nào kì à cú chỉ thằng này à cái này cảm thấy cơ cú thấy giỏi ít tay ta kì rồi tay này tay thi ó là giờ thi tê rồi nào kì cú mới giỏi lên ngoài cú mà lấy món đi lý cho ngoài lo cho họ để mất phải do kiểu tôi dạng xưa nè cô để work nè mà nếu mua bấy thùng lê nhá họ nè họ cô chủ tới cái chiếc xe là qua nè mình chịu work cho họ à cho nó mua bấy thùng lê nè ít tu nó cái ít tu nó chè nên rõ đó là rong cái gì bấy thùng lê thế rõ đó rong cô li à cho có lẽ qua nhận được nó cũng qua nè. 星期六啊。